Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chị một mình nuôi hai con nhỏ trên đất Mỹ này. Cuộc sống của chị ấy ra sao? Nào mời cả nhà. Dạ em chào chị, em rất là vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay. Thì trước tiên chị có thể cho khán giả biết chị tên gì và chị chào khán giả không chị? Dạ trước tiên xin chào tất cả khán giả sang trên đài và Nguyên Quỳnh, chào em Nguyên Quỳnh, chị tên là Vân, chị họ Trang. Dạ, chị có thể cho em biết sơ về một chút về sơ yếu lý lịch của chị không? Là sao em? Là chị bao nhiêu tuổi, chị đang hiện ở đâu? Chị thì sinh năm 1961, hiện tại chị đang sống ở Houston, Texas. Dạ, hiện tại chị đang làm công việc. Hiện tại bây giờ thì chị cũng là làm nail, làm tay chân nước à. Dạ. Chị qua Mỹ lâu chưa? Chị qua Mỹ năm 2013. Dạ, 2013 tới nay cũng 8 năm, gần 8 năm. Chị đi theo diện gì chị? Dạ, ông xã Bảo Lãnh. Ông xã chị Bảo Lãnh. Dạ. Dạ. Vậy rồi ông xã chị đâu rồi chị? Ông xã chị thì Bảo Lãnh chị qua thì đến năm 2015 thì cũng như ông ấy là ông bỏ chị. Là ban đầu thì ông cũng đi làm xa đó, về làm thét rồi từ từ cái không có về, cái bật tin luôn, cái đùng một cái năm 2015 cái gửi gia anh luật sư gửi giấy tờ về cho chị là kêu ký tên đi vậy. Đi rồi xong rồi không có tin tức gì rồi tự nhiên gửi tờ giấy về đi ký thôi. Ban đầu thì đi làm thì cũng về tuần hai tuần về lần tháng rồi tháng hai tháng rồi kéo dài rồi cái không có về luôn. Trong vòng hai năm đó thì sau đó cái gửi giấy về kêu chị ký tên để ly dị. Dạ. Chị phải ký tên ly dị. Rồi lúc mà chị qua đó, chị qua với ai, có con cái gì qua với chị không? Có, chị qua với hai đứa con. Con chị năm nay là một đứa 22 tuổi, học đại học năm thứ hai. Còn một đứa là 17 tuổi, con trai. Năm nay nó học lớp 9. Tại cháu nó qua, nó bị học muộn hết 2 năm á. Dạ. Rồi hiện tại là hai đứa nhỏ sống chung với chị hả? Đúng rồi, ba mẹ con chị sống chung với nhau. Con của chị nó có ủng hộ chị đi thêm bước nữa tìm một người bạn trai không? Có. Chị có nói với chị với các cháu là chị làm chương trình này rồi hả? Có, chị có nói. Tại vì chị không có biết gọi cái gì đó. Thì chị hôm hỏi em kêu chụp hình đó, chị cũng nhờ con chị nó chụp nó gửi chứ chị cũng không biết luôn. Không biết gì hết hả? Dễ thương quá vậy. Chị nói đúng ra là ví dụ như đi làm thì tới đi làm thì chị biết đi làm cái gì chứ còn ngoài ra nói thật với em á là chị dốt lắm. Dạ. Dạ. Chị nhưng mà lúc mà ông xã chị đi vậy á là chị có biết là ổng có người khác hay không, hoặc thỉnh thoảng có gọi về hay không? Thì ban đầu thì cũng có, rồi sau rồi không có gọi, rồi gọi đến khi mình gọi gọi không được luôn, mất luôn. Lúc mà chị cầm tờ đơn ly dị đó chắc chị sốc dữ lắm ha. Đúng rồi. Dạ. Mà rồi sao mà một mình chị nuôi được hai con nhỏ hay vậy chị? Chị nói nào ngay hồi mới qua đó là chị đi làm nhà hàng. Chị đi làm nhà hàng thì thời gian đó về đến khi mà lúc mà đến năm 2017 đó là bắt đầu là chị có về Việt Nam một lần, là má chị mất là chị về Việt Nam một lần đó. Rồi cái qua là bắt đầu là chị đi đi xin đi làm nail luôn, tại chân chị làm nhà hàng đứng nhiều quá đó, cái nó bị đau á, cái chị không có làm nữa, chị xin đi đi làm nail luôn. Là chị biết làm nail ra chừng 3 năm nay à.
Là ông xã chị đi mấy năm rồi? Đi từ hồi ký tên đi chị tới giờ là biệt tích luôn, tới giờ luôn. Rồi lúc mà mới đi vậy là có giúp chị tiền nuôi con rồi không chị? Con chị đi học rồi. Thì hồi đó thì luật sư cũng có đòi cho chị đó, nhưng mà chị nghĩ thôi bây giờ như vậy rồi làm ra nó phiền phức lắm, thành thử ra rồi thôi chị một mình gắng cố gắng thôi, không có đòi hỏi gì hết á. Tại vì thêm biết được là nếu mà một mình chị mà đi làm tay chân nước rồi đi làm nhà hàng mà nuôi hai con nhỏ rất là khó khăn ở đây. Đúng rồi đó em, thành thử ra về qua đây là 7 8 năm trời mà chị cũng vẫn ở nhà mướn. Cũng vẫn ở ở nhà thuê 7 7 8 năm nay đó. Rồi kệ, gắng cố gắng đi, mua mốt con lớn rồi con mua nhà chị. Thì bây giờ nói đúng ra thì hai hai năm nay á, thì chị cũng đỡ được một chút, tại vì con gái chị nó cũng như là nó ra lớp 12 rồi đó, cái nó có thời gian nó đi học á, cũng như có thời gian nhiều hơn là lúc còn học trong lớp 12, lớp nhỏ, thành thật ra là cháu nó cũng có đi làm rồi cũng phụ chị cũng đỡ lắm. 2 năm nay là nói đúng ra là chị đỡ hơn lúc xưa là 50% có đó. Là bây giờ là ba mẹ con thuê nhà ở chung với nhau. Chị thuê nhà hay chị xe phòng chứ? Chị thuê nhà ba lúc trước á, là chị thuê cái Phật Minh là 2 phòng ba mẹ con ở, rồi sau này á, thì bắt đầu 2018 á, là chị thuê nguyên một cái nhà luôn ba mẹ con ở là cho 3 phòng, tại vì thằng con trai nó lớn á, nó cũng cần có một cái phòng riêng, thành thử ra rồi phải thuê nhà. Nhà thuê như vậy là chị trả bao nhiêu một tháng? Người ta quen với chị á, thành thử ra với lại người ta thương hoàn cảnh khó khăn á, tại vì nhà này chủ nhà người ta ở Việt Nam á, tại cái bác đó có bác về Việt Nam, về hưu bác về Việt Nam ở, rồi bác cho mình ở mướn nhà của bác tháng có 1.000 à em, mà nhà 3 phòng. Đó là tiền cho thuê không có cao, nếu mà thuê thẳng ra thì sẽ 1.000 mấy sẽ cao, nhưng mà đối với chị nó cũng là số tiền lớn chứ không có nhỏ. Thì cũng số tiền lớn, nhưng mà thì mình đi làm thì nói đúng ra thì cũng gán bươn chải. Chị rồi hồi thời mới qua là chị xin vô nhà hàng chị làm liền hả? Hồi mới qua thì chị cũng ở ở nhà cũng được vài tháng, xong rồi chị đi học học lái xe. Rồi khi học lái xe xong rồi bắt đầu có xe rồi chị mới đi làm. Rồi hồi thời chị ở Việt Nam á, là quê chị ở đâu? Ở Việt Nam á, thì chị ở ở thành phố á, nhưng mà quê gốc của mẹ chị á, là ở ngoài Phan Thiết á, nhưng mà ba chị thì gốc ở Bình Tàu. Chị rồi ông xã của chị về quen chị rồi rước qua đây hay là sao chị đi theo diện gì? Nãy chị nói em nghe không rõ. À, đi theo diện ông xã bảo lãnh. Là ông xã chị Việt Kiều về cưới chị xong rồi rước chị qua. Rồi hai đứa nhỏ là con của chị hay là con chung? Dạ, 2 đứa con là con của chị. Hai đứa con riêng của chị. Cho nên ảnh cũng không có phải trợ cấp là đúng rồi. Chị còn anh em đồ ở Việt Nam không? Con chứ, anh chỉ còn là một người anh, một người em trai với lại 3 cô em gái. Rồi thời gian mà chị đi qua bên đây vậy nè, rồi nhà cửa Việt Nam đồ chị còn không hay là chị không có nhà cửa Việt Nam luôn? Hiện còn còn chứ em, hiện tại là còn, chỉ còn nhà rồi chỉ còn chỗ chỗ mua bán nữa. Hồi xưa Việt Nam là chị buôn bán gì chị? Chị mua bán mấy cái
Hồi xưa là chị bán cái bịch ni lông á, về sau này nó ra thêm mấy cái đồ to go, đồ đựng đựng thức ăn á em. Chị ở Việt Nam mà bán bịch ni lông không có đủ chi phí không? Bán bịch ni lông thôi hả? Bán bịch ni lông và bán mấy cái hộp to go đồ nữa thì cũng sống qua ngày. Nên giàu thì nó không có giàu nhưng mà nó cũng sống qua ngày, cũng như giống qua bên này vậy nè, cũng sống qua ngày vậy đó. Rồi ngày nào biết ngày đó thôi hả? Dạ. Rồi vào mùa dịch này đó chị, em biết vào mùa dịch này á, thì làm nail hoa bất cứ ngành nghề gì cũng không có bằng như là những lúc trước. Thì chị làm tay chân nước như vậy rồi có ok không? Thì cũng làm thì cũng ok. Dạ. Dạ. Với lại con chị nó cũng phụ nữa đó. Lúc À trước thì chỉ có một mình chị làm thôi, bây giờ thì có thêm con nữa thì nó cũng đỡ hơn nhiều. dạ. Chị xem video của em lâu chưa chị? Nói đúng ra là chị xem hôm hôm mà chị gọi cho em đó nha. Dạ. Đó, đó là cũng như là chị coi coi qua, chị thấy cái chị coi xong cái chị mới nói cho con chị nghe, để cái con chị nó mới bấm điện cho chị, với lại nhắn tin gọi qua cho em đó. Rồi bắt đầu là từ đó thì nói đúng ra là ngày nào mà rảnh đó là chị cũng đều có coi. Dạ. Rồi chị có để ý anh nào trên kênh Nói mà để ý thì của chị không dám để ý, thì bây giờ để cho coi anh nào mà cũng như thấy được thì chọn là mình tính, chứ còn mà để ý thì nói đúng ra thì chị nhiều khi chị nghĩ cái hoàn cảnh của chị vậy chị cũng không không biết phải lựa chọn người nào hết không? trơn á, thì thấy người nào thì cũng cũng thấy thì cũng tốt, cũng 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 hợp đó. À, nhưng mà mình thì mình chưa chưa dám chọn. À, tại vì một phần chị cũng là cái gốc người Hoa đó, chị ăn nói nó cũng không 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 có được giống như là ngọt ngào. Cũng như là cũng như không có biết mà phải nói giống như là người ta nói văn chương hoa quẻ vậy đó, cũng như không có nói, cũng như mình trong đầu mình nghĩ sao thì mình nói vậy thôi chứ không biết là dễ dời. Đó. Đó, thành thử ra rồi chị nói đúng ra chị cũng chưa 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 dám chọn. Chưa dám chọn ai hết. Dạ. Chị ở tác xịt mà chị ở thành phố nào chị? Chị ở Charity gì đó. Đó giờ nghe nói tác xịt là nói tới thành phố Houston, Dallas. Houston đó, chị ở là ở Houston đó. Chị ở thành kêu là thành phố Houston đó, thì đặt nó chị không biết phải nói sao. Ở nhà Dallas thì chị cũng có nghe nữa, nhưng mà chị cũng nghe người ta nói Dallas thì cũng Houston nữa, cũng là chung một tách sạch luôn Đúng mà rồi. chị cũng chưa biết. Cách xa nhau khoảng mấy tiếng thôi nhưng mà cũng làm chung. Chị rồi Rồi. chị qua qua Mỹ cũng 9-10 năm rồi, chị có về Việt Nam lần nào không? Có, chị qua nay là gần 8 năm, có chị về một lần năm 2017 đó. Về một lần đó hả chị? Về có một lần, một là mẹ chị mất là gắng cố gắng về thôi. Chứ còn nếu như mà trường hợp mà mẹ chị mà không có mất chắc cũng nói đúng ra cũng không có về. Em có tình về một lần đó mà chị không phải nói kêu bằng là khó khó khăn tí, hai hai năm sau chị mới giải quyết hết á. Dữ vậy đó hả chị? Dạ, bởi vì hồi mấy năm năm 2017 chị về là hoàn toàn chị không không có tiền em. 2017 đó là đùng một cái mẹ chị vậy, đùng một cái vậy rồi cái là đâu có tiền về. Đó, về thành thử ra thì mình nói đúng ra là sống, chị sống bên này thì cũng như là ngày nào thì cũng xào ngày đó. Em biết mà nếu mà đi làm mà không, người Việt mà không đi làm nail, chỉ đi làm nhà hàng hay là làm những làm ở hãng gì đó, thì đời sống nó không có được thoải mái đâu. Thì chị thấy thì cũng ăn thua mình dán khéo à em.
Ăn thua mình dán khéo thôi, chứ giống như chị đi làm tay chân bước này. Lúc trước á là con chị nó còn đi học á, là chị làm nhà hàng á, thì chị làm một tuần lễ 7 ngày, chị không có nghỉ đó, tại vì làm nhà hàng nó làm từ sáng thí dụ như 9 giờ thì làm tới khoảng 8-9 giờ thì mình về, cũng cỡ 10 tiếng đó. Còn bây giờ đi làm qua nghề nail á thì cũng sáng cũng 9 giờ làm, thì chỉ có 6-7 giờ là mình về thôi. Yeah. Đó. Thì cái đồng tiền mà so sánh với lại cái lúc mà trước mà chị đi làm nhà hàng á, yeah, thì nói đúng ra đó nó cũng không có nhiều hơn nhiều hết trơn á. Vậy đó hả? Dạ. Tại vì chị đi làm nhà hàng lúc đó là chị làm 1 giờ được 10 đồng. Mà một tuần chị làm tới 7 ngày. Còn bây giờ chị đi làm nail tuần chị làm có 6 ngày à. Là nó bớt đi 1 ngày. Đó. Rồi nó giảm giờ hơn nữa phải không? Giờ nó ít hơn nữa. Nhưng mà nhờ cái là chị có con chị nó có đi làm thêm á, nó phụ vô, thì nó sống nó cũng đỡ đỡ một chút đó. Dạ. Yeah. Tại vì hồi đó thì làm đầu nó vừa phất vô đó, nếu mà dán không khéo á thì không phải đấy là nó có thể thâm. Còn bây giờ thì nói đúng ra thì nó cũng thoải mái hơn. Tại vì giờ nói đúng ra giờ thì nó được gần 2 đầu lương em. Tại vì có con nó phụ vô đó, tuy rằng cháu nó đi học nhưng mà ngoài giờ học thì cháu nó đi đi làm, với lại nó đi làm thêm mấy ngày được cuối tuần á. Thì ấy thì nó còn nhỏ, nó làm nó lanh lợi hơn là chị. Chị thì nói nào ngay, chị thì làm thì không bằng. Đúng rồi, nó nhỏ và chị lớn tuổi rồi. Dạ, đó. Anh thử ra nó không bằng. Thì sống vậy thì nói đúng ra thì cũng thoải mái hơn lúc xưa. Dạ. Đi làm đỡ hơn rồi chứ hồi xưa là em nghĩ mấy năm trước chị khó khăn trăm bề á. Dạ, đúng rồi. Từ hồi mà kể như là chị khó nhất là cái năm 2015 á. Dạ. Năm 2015 đó là rất là khổ, rất là khó đó. Năm đó là chị qua mới có bao nhiêu năm? Mới có qua có... 32 năm. Rồi lúc đó còn đi làm nhà hàng, mới đi làm nhà hàng đúng không chị? Dạ, là mới đi làm nhà hàng đó. Là lúc đó là năm 2015 là đi làm nhà hàng được 1 năm rồi. Cũng như là chị là tới chị qua là cũng như 2013 mà cũng là lối thắng tháng 6, tháng 7, 2013 chị mới qua. Đó, thì cũng như là qua đó là hết cái năm 2013 là bước vô năm 2014 là bắt đầu là chị mới đi xin việc làm. Dạ. Yeah. Và thời gian 2015 là ông xã chị bỏ đi đó phải không? Dạ, yeah, đầu năm á là bắt đầu là đi đó. Đi thì là đi làm ăn xa thì cũng có lâu lâu là cũng có về, nhưng mà là đi như vậy là kể như là không lâu lâu về là về chơi về thăm thôi đó, rồi từ từ rồi đi luôn. Chị là khi mà ảnh gửi giấy về ly dị vậy là ảnh không có cần phải về, chỉ là luật sư nói chuyện với chị thôi. Dạ, đó, luật sư là làm việc với chị thôi. Tại vì ban đầu là chị hồi mà về là cũng như về đi rồi về về đó thì nói với chị là lúc đó là chị không chịu. Chị không chịu ly dị là chị rất là sợ đó. Rồi bắt đầu là đi càng ngày càng thưa lần về thét, rồi đến khi mà gửi giấy về đó, là bắt đầu là khi mà ra luật sư rồi đưa ra tòa xong xuôi rồi là bắt đầu là biệt tích luôn. Rồi trong cái giấy đó lý do gì sao không chị? Thì chị cũng không có biết coi cái giấy đó nữa em. Dạ. Yeah. Chị không có được ở gần người Việt Nam á. Ở cái khu đó toàn là người Mỹ, người Mễ không. Dạ. Yeah. Vậy mình không cũng lúc đó nói đúng ra đi vậy cũng bù đầu lo đi làm để trả tiền
trả tiền này tiền kia rồi thành thử ra rồi cái mình cũng không có thời gian mà để hỏi thăm người ta đó. À, tại vì chị làm tuần 7 ngày luôn rồi đâu có thời gian đâu. Đúng rồi, làm từng 7 ngày rồi làm Đó. 12 tiếng nữa. Dạ. Đó. Rồi và con chị hả là kể như cái đứa lớn là nó phải phải giữ cái đứa nhỏ, em biết không, mà là thằng nhỏ đó mà mỗi một lần mà xuống trạm xe buýt đó là không có người mà đứng ra ngoài đón nó, là ta chở tới nhà trường lại, người ta không có thả nó xuống. Rồi phải chị đi làm vậy là chị phải canh cái giờ á, rồi xin người ta đi ra, đi ra là về đi đón xong rồi bắt đầu rồi chở vô bấm giờ chở vô làm lại, thành thử ra mang tiếng là một ngày làm 10 tiếng hoặc 11 tiếng, nhưng mà thật sự mình bị trừ hao cái đó cũng cả tiếng đồng hồ rồi, thành thử ra nó cũng mất đi cái thời gian của mình nữa. Dạ đúng rồi. Lúc đó là con chị bao nhiêu tuổi, con trai của chị á? Hồi con chị mới qua thì nó mới có 8 9 tuổi gì à, tại vì nó sinh năm 2004 mà chị qua thì năm 2013 đó, là nó mới có 8 9 tuổi à. Còn nhỏ quá ha chị. Rồi Dạ. cái thời mà chị quen với ông xã chị về cướp chị á, là chị quen lúc đó là con chị bao nhiêu tuổi, còn nhỏ hả? Dạ, lúc đó là chị quen là con thằng con trai chị là năm đó nó mới có 3 tuổi. 4 5 năm mới đi ha. Dạ. Chị rồi bây giờ nếu mà chị muốn tìm một người chồng, một người yêu lý tưởng cho chị á, thì những đức tính nào đầu tiên của người chồng tương lai mà chị muốn có được? Nếu như mà anh nào mà coi cái video này mãi á, thì ví dụ như mà chị tìm á, là anh một người á, chân thật nha, chân thật và biết chia sẻ yêu thương. Nếu mà chị muốn tìm một người như thế á, thì chị muốn ở nước nào cũng được, ở đâu cũng được, hay là chị muốn ở Mỹ này thôi? Nói đúng ra thì ở bên Mỹ này á, thì nó mới mình cũng như có dễ cái điều kiện á, thứ nhất nhiều khi mình gọi điện thoại qua lại á nó cũng dễ dàng. Còn mà nếu như mà nói về Việt Nam hay nước khác cái giờ nó khác nhau á, rồi mình cũng như không 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 có thời gian nhiều để mà nhiều khi mình tâm sự với nhau. Nên lúc này á, thì chị cũng cần người đỡ đần chị, giúp chị này nọ trong công việc nhà cửa đâu phải không? Thì vấn đề giúp chị nhà cửa đồ thì nói đúng ra đi có cũng được mà không có cũng được, tại vì nếu như có thì mình đỡ được một chút, còn không có thì nào giờ mẹ con cũng vẫn sống thì về mà đậu như là đổ gạo hùn gạo nấu chung gì chia sẻ với nhau. Không, ý em nói giống như là lỡ mà có thay bóng đèn hoặc là vòi nước, thay vòi nước đồ á thì đỡ Dạ, hơn. dạ thì cái đó thì cũng đỡ hơn. Cái đó mà được như mấy năm trước thì rất là ok. Còn bây giờ thì nói đúng ra con trai chị nó 17 tuổi thì nó cũng có thể biết được chút 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 đỉnh. Ví dụ như có người thì dẫn dắt thêm cho cháu. Đây không có thì cháu nó phải tự mày mò ra. Vậy là hai con của chị là được nhờ rồi phải không? Dạ, hai con của chị thì nói đúng ra ngoan, cũng ngoan lắm. Chị rồi cha mẹ chị ở Việt Nam á còn không? Cha mẹ chị mất hết rồi. Rồi sau này lớn tuổi chị có tính đi về Việt Nam sống không hay là ở đây? Nếu như mà sau này mà lớn tuổi mà con chị nó thành đạt hết rồi á, nếu như mà thích á, thì già chị về, còn không thích thì chị ở lại đây. Chứ còn bây giờ thì Nhưng mà tại vì nhà cửa chị ở Việt Nam còn mà, phải không? đúng, nhà cửa chị ở Việt Nam còn. Dạ. Nhưng mà là lúc mà chị làm giấy tờ đi á, là chị để lại cho cái cô em á,
mà cô em nó không không có gia đình là đứng tên. Dạ, để lại. Và cái chỗ bán cũng để lại, tại vì nhà chị còn ba chị em gái ở chung với nhau, là nhà đó là nhà của cha mẹ. Oh. Nhà còn chị, nhà chị đó là ở chỗ khác, nhưng mà là cái nhà nhỏ thôi. Dạ. Cái nhà nhỏ nhưng mà vẫn là nhà của mình. Dạ, là nhà nhỏ, tại vì nhà cha mẹ thì nói đúng ra là nhà cũng như nhà hồi xưa thì nó lớn, còn sau này mình làm cũng như có được á, thì mình là căn nhà nhỏ. Nhưng mà căn nhà nhỏ của chị bây giờ ở bên đó là có ai coi chừng không hay là chị phá cửa? Chị hiện tại là em chị cho người ta thuê. Nè, cho người ta thuê để lấy tiền đó chi xài lặt vặt á. Là do cái cô mà không có gia đình á, là hồi xưa đó là giữ con giùm chị đó. Do cái cô đó. Ít nhất là chị cũng có nhà, có cửa ở Việt Nam, có nơi để quay về. Nhưng mà cảm thấy bên đây mệt mỏi thì cũng có nơi để quay về, phải không? Dạ. Khi nào mình về thì mình báo cho, mình muốn ở bên nhà cha mẹ cũng được, còn không ở nhà cha mẹ thì mình báo với người ta. Vậy người ta thu xếp lại ngay. Dạ. Dạ, mình về nhà mình ở. Yeah. Nhưng mà con đường mà tính về thì nói đúng ra cũng còn xa lắm, chưa biết. Tại vì con chị ở bên đây hết rồi, chị cũng đâu có tính về làm gì, về bên đó cũng một mình phải không? Dạ đúng rồi, về bên đó thì cũng một mình, con thì nó ở bên đây. Với lại giờ nói đúng ra con nó cũng nói tiếng là nó lớn lớn, chứ so với cái tuổi thì nó cũng còn quá nhỏ. Đúng rồi. Thành thử ra mình cũng phải gán theo cho cháu nó, cũng không phải nói, cũng ít nhất cũng phải là thêm 5-10 năm nữa. Dạ. Dạ đúng rồi, con chị thì nói vậy chứ nó còn nhỏ mà, mới 17 tuổi, còn nhỏ xíu thôi. Dạ, 17 tuổi chứ 22 tuổi còn nhỏ lắm. Thành thử ra cái đường tính về thì nó còn xa lắm. Xa xôi. Ví dụ như có điều kiện. Có điều kiện là mình đi về chơi 1-2 tháng rồi mình qua thì được. Chị hồi thời chị nói với em, hồi thời chị đi về quê một lần mà chị qua chị phải khó khăn 2 năm luôn hả? Là lúc đó chị làm nhà hàng. Làm nhà hàng. Dạ. Lương thấp ha, đi về một lần khó khăn. Em biết ra đi về ra lúc đó con nó còn nhỏ, đâu có bỏ lại ở đây, là phải về hết ba mẹ con. Thành thử ra nó mới khó khăn, nó mới chồng lên khó khăn em. Em nghĩ đi, ba mẹ con mà chị mua giấy vé máy bay cho bữa nay là ngày mai là ngày mốt đi đó. Là đi cấp tốc ba mẹ con luôn á, là mua vé cái năm đó mà chị mua ba cái vé gần 6.000 đồng á em. Thì là phải làm visa nữa. Phải cấp tốc đúng không? Dạ. Con chị cái hộ chiếu cũ của con chị nó bị hết hạn á. Hộ chiếu Việt Nam á nó hết hạn rồi, cái phải làm visa, phải làm thêm cái visa là tốn thêm tiền nữa, chứ vé máy bay người ta đâu có bao cho mình. Đúng rồi đó, vì thành thử ra nó mới nhiều tiền vậy. Tiền vé xong là thấy mệt rồi, 6.000 đó. Em nghĩ đi 6.000, bởi vì về bên đây bắt đầu cũng phải nói làm một tuần, không phải nói không dám nghỉ luôn. Chị về qua tới bên đây là bữa trước bữa sau là chị đi làm liền luôn á. Không dám nghỉ luôn. Thử ra rồi không phải nói thôi, giờ bây giờ nói đúng ra thì bây giờ cũng vui rồi. Bây giờ thì con nó lớn. Bây giờ thì thời gian khó khăn đã qua rồi. Nhớ lại thời gian đó là nói tại sao mình giỏi quá, sao mình vượt qua được hay quá. Em biết không hả, thời gian đó mẹ cũng không biết một tiếng, mà con á thì ở Việt Nam mà học chứ qua tới đây nó cũng đâu có biết nhiều đâu em. Nó mới học lớp 3, hồi mà mới qua thì cháu nó mới có học hết chương trình lớp 8 ở Việt Nam mà.
thì tiếng Anh tiếng U cũng đâu có biết, cái cấp đó hả giống như là người mù luôn á, thành thử ra không không biết gì hết trơn á. Thì bây giờ nói nào ngay con nó học về trên nó cũng biết được chút đỉnh rồi, ví dụ như đi ra đường giao tiếp hay là kia thì nên là cũng mình cũng thấy khỏe rồi. Đúng À, chỉ có mình là còn ngu thôi rồi. à. Thế Ngu chị đi làm là chị chỉ biết giao tiếp chút đỉnh ở chỗ làm vậy thôi, còn ngoài ra chị nói thật, chị đi chị coi cái thi mà 100 câu quốc tịch đó em, mà chị nghe hoài luôn á, mà phải nói chị nghe câu trước chị quên câu sau, chị định là tháng 6 này nè là chị apply đơn để chị đi thi quốc tịch. ngu. À, tại vì chị sắp hơn 10 năm là chị hết hạn thẻ xanh rồi, chị tính là apply đơn để đi thi, mà không phải nói chị học hoài chả có hiểu gì luôn á, chị học này là mấy tháng luôn rồi đó, từ hôm mà coi chương trình của em tới giờ á, chị bỏ học vớt lại nữa. Chị nói chuyện rất là thật thà, rất là dễ thương luôn á. Dạ, chị cảm ơn em. Cố gắng thôi chị Nói chung ra thì phụ nữ ai cũng thích là như vậy. ha. Chị thấy là đa số là ai cũng thích như vậy, mà ví dụ như có chút chút thì cũng không sao. À À, chứ cái đó thì nói đúng ra mình cũng tùy tùy theo người em. ha. Tùy theo người. Ví dụ như người nào cũng như người ta không không có, mình có buộc người ta cũng không cũng không có hút được, mà cái người đã hút rồi mà em muốn bỏ thì kinh nói thật chắc cái đó cũng hơi khó bỏ. Dạ, thành thử ra thí dụ như có cũng được, không có cũng được, miễn cái chút chút thôi. Em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay ha. Em hy vọng là sau video của em là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chị có lời nào chào khán giả, chào quý vị xem đài không chị? Chị cũng xin cảm ơn cô Uyên Quỳnh đã giúp cái cầu nối giúp cho chị để kiếm thêm một người bạn để cùng chung với nhau đến suốt cuối cuộc đời. Và xin chào tất cả khán giả coi xem video và trên toàn thế giới. Chị xin chào. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn cảm thấy thích, vui lòng bấm like, share and subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại next video.